Chào các bạn. Hôm nay món ngon Hồ Gươm xin hướng dẫn các bạn làm món ớt ngọt nhồi thịt và giò sống, một món ăn dễ làm và bổ dưỡng. Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có giò sống 150g, thịt nạc xay 150g, tiêu xay, tiêu hạt, nước mắm, muối, đường, nấm hương, mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo đấy các bạn ạ. Ngoài ra còn có ớt đủ màu và các loại rau củ quả ăn kèm. Bây giờ chúng ta cần phải ướp thịt trước. Cho một chút tiêu bột, một chút tiêu bột này, 1/4, 1/4 thìa cà phê đường, nước mắm, một phần tư thìa nước mắm, tí xíu muối, 1/4 hạt nêm gà, phần nấm hương này các bạn này. Các bạn chắc là nhìn thấy cây nấm này chắc lạ lắm đây. Một người bạn ở Việt Nam đã gửi qua và biếu tôi cái nấm này là trên Sapa đấy các bạn ạ. Trông là nó rất là mỏng này nhưng mà rất ăn thì thơm lắm. Đó. Thì chúng ta trước khi làm cái món này các bạn phải ngâm trước nửa tiếng hoặc một tiếng nhá. Khi thái là các bạn phải vắt kiệt nước như thế này. Cái phần những cái loại nấm hương khác ấy thì nó dày cái phần cuống này, thì các bạn phải cắt đi, nhưng cái thân của cái cây này rất là mềm cho nên chúng ta vẫn để nguyên phần nào cứng thì các bạn cắt. Để riêng ra như thế này. Để tí nữa chúng ta làm nước sốt. Còn bây giờ chúng ta cắt phần nấm hương, cắt hạt lựu các bạn nhé. Cái này là 30g nấm hương. Giờ đây là nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ. Chúng ta cũng cần 30g mộc nhĩ. Cũng ngâm để cho nở và rửa sạch các bạn nhé. Nấm hương và mộc nhĩ tôi đã cắt nhỏ và cho trộn cùng vào với thịt. Chúng ta để đây trong khoảng từ 15 đến 20 phút cho thịt ngấm gia vị. Chúng ta dùng dao rạch một đường này. Đó. Các bạn xem trong này có hột không? Có hột thì các bạn thì bỏ hột ra. Mình cũng nhồi vừa sát đến miệng của quả ớt thì thôi. Nếu nhồi đầy quá tí nữa hấp nó nở phồng lên, hấp nhô lên cao quá cũng không, trông cũng không đẹp mắt.
đi làm nước sốt. Tôi cho tí dầu vào này. Hạt tiêu hạt mấy hạt này. Muốn tép tỏi cho đã bằm nhỏ. Chúng ta cho một thìa canh dầu hào các bạn nhé. Mình chúng ta cho 2 thìa canh dầu đường nhé. Chúng ta cho 3 thìa canh nước nước ngọt như này. Chúng ta chuẩn bị một chút bột năng, ta cho từ từ nước bột năng vào. Cậu thử xem cái độ sánh nó vừa chưa. Độ sánh là vừa rồi đấy. Chúng ta cho một thìa canh giấm các bạn nhé. Một thìa canh giấm. Nếu các bạn thích ăn chanh thì các bạn vắt một thìa nước cốt chanh. Nhưng khi nước sốt được rồi các bạn, khi nước sốt được bỏ ra ngoài tắt bếp thì các bạn hãy mới vắt nước cốt chanh vào. Các bạn cho từ lúc đang đun sôi nóng như này là chanh sẽ bị đắng. Nước sốt này tôi thấy vừa nếm rất là vừa. Chúng ta đã xong phần nước sốt. Khi các bạn hấp ớt được 10 phút, các bạn thử nhé. Cắt đôi quả ớt ra như này. Đây, phần trong đã chín rồi. Đây, phần ớt chúng ta đã hấp xong và chín cho nó đẹp mắt. Rất đẹp mắt. Bây giờ chúng ta mang ớt vừa hấp chín xong đi áp chảo qua cho nó có cái mùi thơm. Chảo đã nóng, tôi cho một chút dầu vào này. Chúng ta thử mỡ này, thử dầu. Các bạn cắm đôi đũa vào chỗ dầu này, nó sủi tăng ở xung quanh cái đũa là được, là mỡ đã được rồi đó. Hai cái phần ướp, hai mặt ướp nó có phần xoáy kém này là một. Thì cái phần ướp này nó đã chín rồi cho nên chúng ta chỉ cần làm sơ qua cho nó có vị thơm thôi. Bây giờ vẫn cái chảo này, chúng ta áp chảo phần rau củ quả ăn kèm nhé. Củ quả này. Tôi cho một thìa cái nước sốt mà chúng ta vừa làm lúc ban đầu ấy. Cho một thìa canh này coi nhé. Phần củ quả chúng ta áp chảo như này là được rồi. Món ăn của chúng ta đã xong rồi. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.